Chuyển sang những ghi nhận tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, nhân dịp lễ Giáng sinh, lãnh đạo của huyện Côn Đảo đã đến thăm tặng quà, chúc mừng các chức sắc tín đồ Công giáo và Tin lành trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện Côn Đảo đã tặng quà thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống các vị chức sắc và bà con giáo dân trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng Công giáo và Tin lành ở đảo tiếp tục phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết lương giáo, xây dựng phát triển đời sống kinh tế văn hóa tinh thần, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng phát triển. Lãnh đạo huyện Côn Đảo lưu ý các vị chức sắc và bà con giáo dân cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tiếp theo là những ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Nhân lễ Giáng sinh và chào đón năm mới, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ đã đến thăm chúc mừng giáo xứ Sông Vĩnh, dòng Mân Côi Sông Vĩnh tại phường Tân Phước, giáo xứ Châu Pha tại xã Châu Pha. Tại các giáo xứ khi đến thăm, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 của thị xã trong năm 2021. Thăm hỏi chúc mừng các linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân nhân lễ Giáng sinh. Lãnh đạo thị xã cũng mong muốn cộng đồng giáo dân luôn đồng hành cùng chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp văn minh. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc cũng đã đến thăm và tặng quà các giáo xứ Hòa Phước, Chi hội Tin lành Xuyên Mộc, Hội thánh Baptist Đức Tin tại thị trấn Phước Bửu nhân dịp lễ Giáng sinh 2021. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã chúc các vị chức sắc tín đồ các cơ sở tôn giáo và bà con giáo dân đón Giáng sinh đầm ấm, an lành, hạnh phúc. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở tôn giáo, bà con giáo dân trong thời gian qua, đặc biệt đã cùng với địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc mong muốn các vị chức sắc và bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.